Tập 41. Người nhà bệnh nhân nảy sinh mâu thuẫn với chúng tôi, đa phần đều do cảm thấy sợ và lo lắng. Nhưng bác sĩ chúng tôi cũng không biết phải làm sao để khiến cho người nhà bệnh nhân có thể tin tưởng. Y học không bao giờ là tuyệt đối, bệnh tật trên mỗi người đều có khác biệt. Nhưng nếu như anh có thể tin tưởng bác sĩ hơn, thì có thể đã không xảy ra những mâu thuẫn rồi. Tôi biết rồi. Thực ra không ai muốn tới bệnh viện hết. Nhưng tôi đảm bảo với cô, lần sau tôi có tới thì tôi biết phải làm sao rồi. Cánh tay của anh trong vòng một tháng không được ra gió, không đụng nước lạnh, để tránh bị phong thấp và viêm quanh khớp. Không sao, cảm ơn bác sĩ Lục. Vết thương của cô không sao chứ? Không sao, anh bị thương nặng hơn tôi, nhưng cũng do anh ra tay trước. Chúng ta xem như hòa nhát được không? Không, chuyện này là lỗi của tôi. Bác sĩ Trang đã đưa tôi đến thăm mẹ cô rồi. Là do tôi quá hồ đồ, xin lỗi cô. Và cũng thành tâm chúc mẹ cô sớm bình phục trở lại. Cảm ơn. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Này, Khương Tổng, anh không được ký ở chỗ này. Đây là chỗ để bác sĩ ký, không được sửa đâu. Như vậy sẽ không có giá trị. Để tôi đổi cho anh tờ khác. Đây là bệnh án của rừng số 16. Nhớ một tiếng nữa cho kiểm tra niệu huyết. Nhanh một chút nhé. Giờ xuất viện thì anh phải ký kết mấy thỏa thuận không truy cứu trách nhiệm này. Nếu không, chúng tôi cũng khó ăn nói. Chuyện này do chủ nhiệm của các cô sắp xếp. Không cần phiền phức vậy đâu. Không tin thì cô cứ điện đi. Khương Tổng, anh đang làm thủ tục xuất viện cho chú Khương sao? Không phải chú ấy chuẩn bị làm phẫu thuật à? Cô đừng quan tâm tới chuyện này. Nhưng chú Khương bây giờ không thể di chuyển được. Chuyện này bác sĩ Lục có biết không? Cô ta có biết hay không? Cô tự đi hỏi chủ nhiệm của mình. Hỏi tôi làm gì? Còn gì không? Đưa hết đây tôi ký một lần luôn. Tôi nhớ hôm nay cậu có một ca phẫu thuật. Sao chưa gì đã về rồi? Phòng phẫu thuật sắp xếp sau giờ cơm trưa rồi. Lát nữa tôi mới đi. Cậu đúng là không có lương tâm. Không biết nhường cho tôi với à? Này. Được, ngon đấy. Ăn chung đi. Sau khi có vợ, mức sống tăng cao quá nhỉ. Lần sau bảo Dương Vũ nấu nhiều hơn một chút. Là mẹ tôi làm đấy. Giờ tôi dọn về nhà rồi. Bố mẹ xem tôi như là người có công vậy. Chăm sóc rất tận tình. Bố tôi còn nói sẽ đổi xe cho tôi. Biết vậy tôi đã kết hôn sớm rồi. Ai chịu lấy anh mà kết hôn sớm? Tới rồi à? Bác sĩ Lục, dạo này bận gì thế? Chẳng thấy cô ở cấp cứu gì cả. Đúng vậy, tôi toàn phải làm thay việc của cậu. Xem Tiểu Thông Thông nhà tôi làm mệt quá. Ốm rồi đây này, nhìn đi. Ôi ghê quá, hai người này. Bọn tôi đang trả thù cậu với bác sĩ Trang đấy. Bữa đó hai người đứng trong nhà bếp mi nhau à? Mi nhau sao? Làm mắt tôi mờ luôn. Anh Trang đâu? Sao không ăn trưa chung với cô? Bây giờ anh ấy không có tâm trạng ăn với Thần Hy đâu. Lâm Hoan và luật sư đã tới bệnh viện tìm viện trưởng. Em biết bệnh viện phải bồi thường bao nhiêu tiền không? 300.000 tệ đấy. Còn phải xin lỗi nữa. Sao bồi thường tiền rồi mà còn phải xin lỗi? Cậu không biết sao? Anh Trang không nói à? Cái người này chỉ nói chuyện vui, không kể chuyện buồn. Được, anh nói nhiều rồi. Tôi thấy cậu nên tới khoa ngoại đi. Đảm bảo anh ấy rất cần cậu. Nếu như anh ấy cần tôi thì đã cho tôi biết chuyện này rồi. Đừng nhìn nữa, Sở Quân. Alo, chuyện gì vậy? Bác sĩ Lục, Khương Tổng đang làm thủ tục cho chú Khương xuất viện, chị biết không? Xuất viện á? Cô có nghe nhầm không? Chú ấy làm sao xuất viện được? Tôi cũng không biết nữa. Nói là do chủ nhiệm sắp xếp. Chủ nhiệm nào sắp xếp chứ? Sao vậy? Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Khương Tổng đã suy nghĩ kỹ rồi.
quyết định đưa bố anh ấy tới Bắc Kinh để làm phẫu thuật. Thủ tục xuất viện đã làm xong hết rồi. Bệnh tình của chú Khương đã tới bước không thể không làm phẫu thuật rồi. Giờ chuyển viện là muốn từ bỏ điều trị, đúng không? Đây là quyết định của bệnh nhân và người nhà. Cô không có quyền can dự vào. Mấy người đang làm trò gì thế? Khương Tổng không hiểu về y thuật. Anh làm viện trưởng cũng không hiểu sao? Lục Thần Hy, cô nói năng kiểu gì thế? Đừng quan tâm tôi nói năng kiểu gì. Anh biết rõ bệnh tình của bệnh nhân. Tôi không đồng ý cho chuyển viện. Cô có quyền gì mà nói như vậy? Được rồi. Mọi người đẩy bố tôi vào phòng bệnh lại đi. Chúng ta vào trong nói chuyện. Đẩy đi. Cái này nói lên điều gì? Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu như tấm hình này bị phát tán, dư luận sẽ nói bệnh viện Nhân Hợp chỉ lo cho bố của chủ tịch công ty y dược mà bỏ mặc những bệnh nhân khác. Còn trường hợp của cô, người từng bị kỷ luật ở bệnh viện vì xảy ra mâu thuẫn với bệnh nhân cũng dính vào chuyện này. Bệnh viện vì muốn giữ danh dự, tránh gây hiểu lầm. Đương nhiên là cũng vì muốn bảo vệ cô nên phải làm chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành công. Tôi đã bàn bạc với Khương Tổng, quyết định đưa chú Khương tới Bắc Kinh làm phẫu thuật. Bức hình cho thấy hai bên đang xảy ra mâu thuẫn. Thường Lập Sinh cũng không phải người không hiểu chuyện. Nếu như có ai muốn lấy nó ra tạo dư luận thì bảo người có mặt tới để làm rõ mọi chuyện. Có gì phải sợ chứ? Cô không hiểu. Tôi cũng không thể nói rõ được với cô. Tôi làm như vậy mới có thể vô hiệu hóa tấm hình này, khiến nó không làm dấy lên làn sóng dư luận. Tôi cũng đâu phải con nít, có gì mà không hiểu chứ? Hai người đang sợ điều gì? Lẽ nào tôi không biết sao? Thần Hy, cô nói năng kiểu gì thế? Tôi không cần biết giữa hai người có thỏa thuận gì. Khương Tổng, tôi mong anh có thể suy nghĩ kỹ. Tôi và viện trưởng Dương đều là người học y. Nếu bây giờ bố anh rời khỏi Nhân Hợp, tiến hành di chuyển đường xa, chắc chắn sẽ làm lỡ việc trị liệu, giữa đường sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí dẫn tới tử vong. Lục Thần Hy, cô đang hăm dọa đấy à? Viện trưởng, anh không cần dọa tôi đâu. Phiền anh để tôi nói xong được không? Khương Tổng, tôi mong anh có thể gạt qua một bên thân phận là chủ tịch công ty Tiên Phong, đơn thuần đứng trên góc độ người nhà của bệnh nhân mà suy nghĩ. Vì tính mạng của bố anh, mong anh thận trọng quyết định. Tôi nói xong rồi. Chuyển viện hay không là quyền của anh. Tôi không can dự nữa. Viện trưởng, tôi không vi phạm chuẩn mực chứ? Khương Tổng, anh Dương, tôi xin lỗi. Làm phẫu thuật hả bác sĩ Lục? Ừ. Bác sĩ Trang. Xin chào. Sao thế? Tự nhiên gọi anh ra đây. Có phải không tự tin phẫu thuật không? Anh có thể tham gia cùng em. Không phải. Vậy là vì chuyện gì? Em nghe Trần Thiệu Thông nói em gái anh đã tới bệnh viện. Ừ. Chuyện tấm hình anh cũng biết rồi đúng không? Luật sư của Lâm Hoan đem nó tới uy hiếp Dương Phạm. Rất có khả năng ngày mai sẽ đưa lên mạng làm lớn mọi chuyện lên. Sao anh không nói cho em biết? Vì anh cũng không biết phải làm sao. Anh cũng có lúc không đưa ra được quyết định sao? Những gì cần nói đã nói hết rồi.
Lâm Hoan không hiểu y thuật, nên có một số chuyện không thể nào hiểu được. Dù có kết quả giám định, con bé cũng cảm thấy không công bằng. Anh thực sự hy vọng lúc này con bé là một thường lập sinh khác, có thể đánh nhau với anh một trận là giải quyết xong mọi việc. Đừng nói những lời tức giận, dù sao cô ấy cũng là em gái của anh. Em biết là cô ấy rất yêu thương bố mình, nên rất khó chấp nhận cái chết của bố cô ấy. Nhất định cô ấy sẽ cảm thấy bệnh viện chúng ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa thông qua kiện tụng, có thể nhận được một khoản lợi thực tế. Con bé không có ý muốn tống tiền, nó chỉ muốn một lời xin lỗi. Vậy anh cảm thấy xin lỗi và bồi thường thì cái nào quan trọng hơn? Em biết là anh không hề có tình cảm sâu nặng với bệnh viện này giống như em. Đương nhiên, em cũng không nên yêu cầu anh đi khuyên em gái mình từ bỏ kiện tụng. Nhưng sao? Câu này của em chắc chắn phía sau sẽ có vế nhưng. Nhưng nếu như nhân hợp xin lỗi và bồi thường chứng tỏ bệnh viện chúng ta có sai sót, chúng ta đáng phải chịu trách nhiệm. Vì muốn xoa dịu dư luận mà phải nhân nhượng, không sai mà phải nhận sai, làm ảnh hưởng tới sự đơn thuần của y học và tinh thần thực sự cầu thị. Em biết là câu này hơi bị nặng lời, nhưng trong lòng em sẽ cảm thấy tủi thân thay cho nhân hợp, thay anh, thay em, thay tất cả những bác sĩ, y tá đã tận lực chữa trị cho bố cô ấy. Thôi bỏ đi, em thấy là mình nói hơi nhiều rồi. Anh suy nghĩ đi nhé. Em đi phẫu thuật đây. Bác sĩ Trang, xin lỗi. Tôi có một số chuyện cần nói với cô. Bác sĩ Trang tới rồi. Vâng, chào cô. Anh tới sao không báo trước? Như vậy không tiện cho lắm. Cô Lâm, nếu như tôi nói xong mà cô vẫn quyết tâm đi kiện, thì tôi sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Giờ tôi sẽ phân ly phần trên khối u trước. Mặc Hàm, anh phân tách khí quản ra nhé. Được. Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ giải thích một lượt tất cả quá trình trị liệu của ông Lâm Hạo, kể từ ngày đầu tiên nhập viện, cho hai người nghe một lượt. Nếu như có chỗ nào không hiểu hay muốn đặt câu hỏi thì có thể ngắt lời tôi. Tôi sẽ giải thích cho. Được, anh nói đi. Ông Lâm Hạo lúc nhận bệnh là bị đau liên hợp ngực bụng, lúc ở trạm trị liệu là lục thần hy cấp cứu. Cô ấy đã làm xử lý ban đầu, kéo phẫu thuật. Kim cầm máu. Sau khi bố cô qua đời,
Tôi đã giữ lại tiêu bản lúc lấy mẫu thử trên người ông ấy, gửi đến Trung tâm Khống chế Bệnh tật Bắc Kinh. Cách đây không lâu, họ đã suy đoán nhiễm trùng của bố cô có thể là do một nhánh trực khuẩn không tiêu biểu phát triển thành một chủng vi sinh vật biến dị đã được nuôi cấy thực nghiệm trên cơ thể động vật. Đây là kết quả nuôi cấy chủng vi sinh họ gửi tới. Cô có thể cầm đưa cho luật sư xem. Nếu như các anh thực sự tận tâm như vậy, sao lại sắp xếp cho bố tôi ở cùng phòng bệnh với một bệnh nhân AIDS chứ? Sự tận tâm của tôi với bố cô không hề khác gì sự tận tâm của tôi dành cho bệnh nhân AIDS kia. Tất cả những người vào bệnh viện đều không đáng bị xem nhẹ. Từ lúc tôi vào nghề tới giờ, từng phạm sai lầm, từng có hối hận, từng có lúc không đủ khả năng. Nhưng trước giờ chưa một lần nào tôi không tận tâm tận lực với bệnh nhân. Đáng tiếc, tận tâm không thể đảm bảo kết quả sẽ luôn hoàn hảo. Tôi muốn được biết hơn bất kỳ một ai, rốt cuộc có cách nào để trị khỏi loại nhiễm trùng khiến tôi phải bất lực này không? Bố tôi được chữa trị ở bệnh viện có tiếng nhất thành phố. Anh và bác sĩ Lục lại là chuyên gia giỏi nhất của khoa. Hai người còn nói là bố tôi tiếp nhận quá trình điều trị hoàn thiện nhất và không có bất cứ sai sót nào. Vậy tại sao bố tôi lại bị nhiễm trùng vi sinh vật kháng thuốc đó, lại là người duy nhất chết trong số những người bị nhiễm trùng? Anh nói xem, làm sao mà tôi chấp nhận được sự thật này? Bác sĩ Trang, tôi không phải học y. Những gì anh vừa nói, tôi không thể nói là mình hiểu hết. Anh nói, tôi đừng thưa lên tòa, đừng kiện anh. Vậy bây giờ tôi hỏi anh một câu. Nếu người chết là bố mẹ anh, thì anh có chấp nhận được không? Lâm Hoan. Chuyện chuẩn bị nói với hai người. Vốn dĩ tôi không định cho hai người biết. Bây giờ tôi nói ra, hy vọng hai người đừng nói với bất cứ ai. Ba mươi năm trước, mẹ tôi là một y tá của bệnh viện Nhân Hợp. Một lần trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân, mẹ tôi đã tiêm lidocaine cho bệnh nhân, nhưng lại bị bác sĩ phụ trách vu oan là bà ấy đã tiêm penicillin. Nhịp tim bất thường, 100mg lidocaine tiêm vào tĩnh mạch, được. Tim ngừng đập, đè nén trong tim. Sau đó, mẹ tôi đã tự sát. Em gái tôi thì đi đâu không tìm thấy. Lúc đó mọi người không hề biết lidocaine sẽ gây ra dị ứng. Dù chuyện này có được đưa lên báo thì cũng không được xem là sự cố điều trị. Là vì người chịu trách nhiệm lúc đó quá có tiếng. Ông ta không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nên đã đẩy tất cả trách nhiệm lên người một y tá. Người đó cũng chính là mẹ của tôi. Tôi cũng đành bất lực với chuyện này suốt 30 năm qua. Tôi còn hận Nhân Hợp hơn cô. Nhưng cho dù có một ngày chuyện này được đưa ra ánh sáng, thì cũng chỉ có thể xem như một sự tiến bộ của y học. Vì 30 năm trước, lidocaine dẫn đến tử vong là chuyện không ai biết. Cũng giống như lần này, chúng ta không có cách nào khống chế chủng vi sinh kháng thuốc này vậy. Đều là quá trình phát triển tất yếu của y học. Và trong quá trình này, khó tránh khỏi có người phải trả giá. Tôi rất buồn, vì lần này người đó là bố cô. Hôm nay tôi nói tất cả những chuyện này cho cô biết. Nếu như cô vẫn còn muốn tiếp tục kiện Nhân Hợp,
tôi cũng sẽ không cản. Nhưng tôi mong là cô tin, chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị cho bố cô rồi. Tôi vẫn còn đang nghiên cứu về chủng vi sinh đó. Nhưng trước khi con người tìm ra cách để khống chế chủng vi sinh đó, bất luận là tôi hay một bác sĩ nào khác, chúng tôi đều không có cách nào hơn. Mong là cô có thể hiểu. Bác sĩ Trang, tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của anh. Nhưng chuyện này và cái chết của bố tôi là hai chuyện khác nhau. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Này Lâm, Lâm Hoan. Con xin lỗi, đã làm phiền rồi. Con trai. Cảm ơn con. Cô biết con là ai. Lúc cô mới nhặt Lâm Hoan về, nó vẫn còn nhớ một chút chuyện của trước đây. Con bé có một người anh tên Tiểu Bân, mẹ của nó họ Trương. Nó thường khóc trong mơ, rồi nói là mẹ của con không tiêm nhầm thuốc. Mẹ của con là người tốt, mọi người đừng vu oan cho mẹ con. Con, sao con không nói cho nó biết con là anh trai của nó? Cô và chú Lâm đã nuôi dưỡng con bé bao nhiêu năm nay? Nó là con gái của cô chú. Tuy là chú Lâm không còn nữa, nhưng con bé vẫn nên được sống trong một gia đình bình thường, hạnh phúc. Con nghĩ là mẹ của con cũng sẽ đồng ý với quyết định của con. Cô hiểu rồi. Cô sẽ khuyên Lâm Hoan để nó không đi kiện nữa. Cảm ơn cô. Được rồi, có thể đóng ngực rồi.
khu nội trú. Sao anh lại ở đây? Chờ em về nhà. Sao rồi? Hôm nay mệt mỏi lắm đúng không? May mà cũng qua rồi. Được rồi, có người kìa. Bác sĩ Lục, hôm nay cô tới muộn thế. Bác sĩ Trang chờ cả buổi trong phòng bệnh của mẹ cô đấy. Anh ấy thể hiện gì chứ? Tôi mới là con ruột đây này. Bác sĩ Lục, chào. Lúc anh đi em vẫn chưa dậy. Đồ ăn sáng em để trong phòng làm việc nhé. Ừ. Các chỉ số của mẹ em đều bình thường. Điện tâm não ngày càng có tiến triển. Đã có phản xạ thần kinh nhẹ đối với kích thích bên ngoài. Từ giờ về sau, mỗi ngày chịu khó mát xa cho mẹ, tiếp tục kích thích nhẹ nhàng như vậy. Anh đi à? Ừ. Anh còn có việc. Anh đi đây. Bố, thời gian hôn mê thường sẽ không kéo dài lâu đâu. Mấy ngày nữa là bắt đầu dần dần hồi phục khả năng ngôn ngữ rồi. Hai ngày rồi bố không về nhà. Chiều nay bố về nhà thay quần áo đi. Bố, Trang Thứ đã nói gì với bố rồi đúng không? Trang Thứ đã kể cho bố nghe những chuyện trước đây rồi. Đáng ra bọn con phải nói cho bố biết sớm chứ. Anh Trang, bận không? Tìm anh có chuyện. Bây giờ càng ngày càng rảnh rỗi. Ngồi đi. Anh xem đi. Tôi định mời hai người chung một thiệp luôn cho tiện. Sau đó tôi suy nghĩ lại. Viết hai thiệp thì tôi nhận tiền mừng hai lần. Phải đi nhá. Cậu mua xe mới rồi còn ham tiền vậy sao? Xem anh nói kìa. Ruồi nhặng cũng là thịt mà. Gấp vậy sao? Mẹ tôi nói tranh thủ tổ chức đi. Bà ấy sợ bụng Dương Vũ to lên thì mọi người sẽ dị nghị, tư tưởng cổ hủ. Chuyện này trách cậu chứ trách ai? Chứ mua vé đã leo lên xe. Này, đừng nói linh tinh. Tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn trước rồi đấy. À, đánh giá cao cậu rồi. Đáng ghét. Thôi, tôi đi đây. Bây giờ chủ nhiệm Mã không tách tôi ra được. Tôi vừa đi thôi là ông ấy đã gọi tôi rồi. Thiệu Thông, cậu làm tốt lắm. Tôi mừng cho cậu. Cũng thường thôi. Đi nhá anh Trang. Anh Trang,
Thực ra hôn lễ là Lục Thần Hy muốn tôi tổ chức sớm. Tại sao vậy? Hôm nay bệnh viện sẽ đưa ra quyết định về kết quả điều tra vụ việc của anh. Cậu ấy sợ anh không tới được. Kết quả như thế nào? Tôi cũng tạm đoán được rồi. Bất luận ra sao, lần này về nước được làm việc cùng mọi người, tôi rất vui. Anh Trang, con người anh, ngoại trừ quá thẳng tính ra thì không có khuyết điểm. Rất tốt. Không nói nữa, còn một đống việc phải làm, nhớ tới nhé. Lucas, anh Lư, có chuyện gì? Xin lỗi Owen, là một tin không hay. Cách đây 2 ngày, Tào Quang Nghĩa đột nhiên qua đời. Người nhà ông ấy nói, ông ấy không hề để lại di chúc. Owen, có nghe thấy tôi nói gì không? Rất xin lỗi, tôi chỉ làm được vậy thôi. Chứng nhận làm việc. Về danh sách nhân viên lần này đi Bắc Kinh trao đổi học tập, cứ quyết định vậy nhé. Viện trưởng, anh xem đi. Ừ, được rồi. Còn việc điều tra về bác sĩ Trang Thứ, về việc trị liệu hạ nhiệt độ của khoa ngoại lồng ngực, ủy ban chuyên gia điều tra về sự cố của bệnh viện chúng ta đã đưa ra kiến nghị xử lý. Viện trưởng. Nhanh vậy sao? Mấy ngày nay, mẹ của bác sĩ Lục cũng đã chuyển từ trạng thái hôn mê sâu sang hôn mê thường rồi. Các chỉ số trong cơ thể đều có chuyển biến tốt. Bác sĩ Lục là người nhà của bệnh nhân, có một số ý kiến cá nhân với việc điều tra lần này. Viện trưởng, anh xem. Chúng ta có thể bàn bạc thêm không? Bác sĩ Trang Thứ này là chuyên gia nước ngoài tới bệnh viện chúng ta làm việc do tôi mời về. Thực sự cậu ấy đã đưa đến cho bệnh viện rất nhiều phương pháp tiên tiến trong kỹ năng phẫu thuật và cả trong lĩnh vực quản lý, trình độ giảng dạy cũng rất cao. Có điều, chuyên gia nước ngoài do điều kiện thay đổi nên khó thích ứng được với môi trường trong nước. Cộng thêm con người cậu ấy tính tình cũng tương đối thẳng thắn, đôi lúc không nghe theo cấp trên. Tôi sợ rằng cứ tiếp tục vậy, không biết cậu ta sẽ gây thêm phiền phức gì cho bệnh viện nữa. Nhưng bác sĩ Trang tới bệnh viện chúng ta cũng mới chỉ làm được mấy tháng. Nếu chuyện này bị truyền ra trong ngành, không hay cho lắm. Anh xem, cậu ấy là do tôi mời về. Bây giờ xảy ra chuyện,
tôi sẽ đi giải thích với lãnh đạo cấp trên. Các bác sĩ phải lấy đó làm gương nhé. Vâng, phải, phải. Hai tuần sau, tiệc cưới Trần Thiệu Thông và Dương Vũ. Mọi người nói chuyện tiếp đi. Được, anh đi nhé. Thần Hy, bác sĩ Trang, cô giáo Lục. Gì mà cô giáo Lục, gọi chị là được rồi. Gọi là chị Lục. Chị Lục, tiến triển nhanh thế. Hai người cũng vậy mà. Vừa rồi em vừa làm phẫu thuật cho bố của chủ tịch Khương, rất hoàn hảo. Nếu không làm ở Nhân Hợp nữa, có thể đến công ty bọn anh. Khương Tổng nhất định sẽ cho em làm ở một vị trí cao. Thôi được rồi, em không dám nhận đâu. Hay là anh trở về Nhân Hợp đi. Em cũng sẽ nói viện trưởng Dương cho anh một vị trí cao. Để anh suy nghĩ xem sao.